Tôi không có liên quan gì tới vụ án đó đâu. Vậy anh giải thích như thế nào khi dấu vân tay của anh có dính trên chiếc xe đạp của nạn nhân? Lúc đó tôi có phát hiện chiếc xe đạp. Tôi định lấy chiếc xe đạp đó đi bán, nhưng mà nghĩ lại chắc không được bao nhiêu. Sau đó tôi có phát hiện một cái xác chết. Tôi sợ quá nên định bỏ đi. Vì có lòng tham, tôi định lấy tiền của cái xác chết đó. Nhưng để vi tàn dấu vết, tôi đã thả cái xác chết đó xuống sông. Nhưng mà thật sự, tôi không có giết người. Tôi không có giết người thật mà. Bây giờ mọi việc như thế nào? Chúng tôi đề nghị anh phải khai rõ cho chúng tôi được biết. Tôi còn nhớ rõ, ngày đó là ngày 22 tháng 6. Tôi có đón xe ôm qua quận 7. Tôi tính mượn tiền mấy đứa em họ. Tôi nghĩ ra chuyện kia ơi. Anh nhanh đi con nữa. Làm ơn. Rồi á, thôi 2 giờ nè. Giờ nó lì, nó lì. Chậm quá chừng. Đi công sườn đi. Cà chú. Cảm ơn. Ừ. Trong đó nhỏ anh. Chị nhỏ. Dạ. Chị ơi, chơi nó được khác chị ơi. Trời ơi, đậu sầu quá, em có thể đụng chắc. Sao vậy trời? Trời ơi, vậy nhanh kìa. Trời ơi, nãy mình còn cho tiền ổng đi chứ. Tin được luôn á.